nguồn ngân sách của tỉnh Lâm Đồng, năm 2013, tuyến đường giao thông Lam Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương được đầu tư theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Gần 4 năm triển khai, lẽ ra tuyến đường này giờ đã hoàn thành. Tuy nhiên, do vướng mắc của một số hộ dân sống cạnh khu vực không chịu di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, dẫn đến hơn một năm nay, công trình bị gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình và môi trường, cảnh quan đô thị. Những căn nhà gần như nằm án ngự ngay giữa lòng đường. Đây là một trong 4 gia đình còn lại chưa di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường Lam Biang, thị trấn Lạc Dương. Những hộ dân này cho rằng mức hỗ trợ một phần cho những vật dụng cây trồng trên diện tích đất thu hồi của nhà nước là chưa hợp lý, bởi hiện nay giá đất dọc tuyến đường này khá cao, trong khi đó đây là đất sử dụng lâu năm của gia đình. Chưa đồng ý về vấn đề là giá cả, ví dụ như là chưa đồng ý với nhà nước, vì là ví dụ như là cho về vấn đề mặt bằng này chưa thỏa đáng, là tâm tư nguyện vọng là nhân dân là chưa được. Bây giờ là vẫn giao, nhưng mà nhà nước là làm sao vừa ý dân vừa lòng của nhà nước là ý là như vậy. Tuyến đường trung tâm thị trấn Lạc Dương có chiều dài trên 2,3 km, trước đây xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cản trở trong việc đi lại của người dân, ảnh hưởng đến du khách mỗi khi ra vào khu du lịch Lam Biang. Để thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Lạc Dương phát triển, năm 2013, tỉnh Lâm Đồng đã cấp vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Với phương châm nhà nước làm công trình, nhân dân hiến đất, cây trồng, đồng thời nhà nước tiến hành hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng cho những vật dụng trên đất và đảm bảo an sinh xã hội cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay đã có hơn 270 hộ tự nguyện giao gần 16.000 m2 đất và cây trồng. Thế nhưng do 4 hộ không chịu di dời, khiến hơn một năm nay công trình bị ngưng trệ. Khi mà nhà nước mở làm đường, gia đình chúng tôi chấp hành và đường lối của nhà nước cho nhà nước mở đường. Tâm tư nguyện vọng của tôi, nếu mà người nào chưa làm phải cho nhà nước làm hết, cho nó có đường mà đi chứ. Lúc đầu tôi cũng bỡ ngỡ thật. Nhưng mà sau khi mà nhận thức được rõ ràng rồi thì tôi với gia đình tôi, cả con cái tôi thì là người là đầu tiên để hiến đất để cho nhà nước làm đường với một cái giá cả đền bù rất là thấp, thấp nhất trong cái làng này luôn. Thì tôi mong rằng đó là cái gương của tôi để mọi người là theo tôi để mà hiểu để tạo điều kiện cho nhà nước làm đường cho nó nhanh xong. Công trình thi công dang dở khiến đoạn đường này mất an toàn giao thông. Người dân sống tại khu vực này cũng bị ảnh hưởng về môi trường sống. Còn bây giờ thì trời cũng bụi là tùm lum tà la này. Đó. Mưa khi mưa thế nào? Mùa mưa thì cũng ùn tắc, nước ngập lụt nè. Nó trời ơi dơ lắm. Chính quyền huyện Lạc Dương cho biết, với những hộ còn lại đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích vận động, nhưng bà con vẫn chưa hiểu ý nghĩa chủ trương của nhà nước đầu tư con đường này. Hiện nay địa phương đã và đang tiếp tục tuyên truyền vận động. Và nếu 4 hộ gia đình không chấp nhận sự hỗ trợ của nhà nước theo quy định, bàn giao mặt bằng tiếp tục triển khai công trình, thì chính quyền sẽ đưa ra phương án quyết liệt hơn. Nếu mà tính ra cái giá thực tế về bồi thường những cái vật kiến trúc bị vướng trên tuyến đường á, thì so với giá mà người dân yêu cầu á, thì nó quá cao, không thể đáp ứng được. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp, kiên trì vận động để người dân hiểu được những chính sách này. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục kiên trì. Đến mức độ nếu giả sử đặt ra giả sử không đi tới kết quả cuối cùng, quyết định đưa ra một cái biện pháp mạnh cùng đồng bộ cái tính cộng đồng của trong dân cư. Phát triển mạng lưới giao thông là một chủ trương hiện nay đang được nhân lực quan tâm để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tuy nhiên, trong khi đang chờ một quyết định hợp lý để có diện tích đất bàn giao cho các đơn vị thi công, thì hiện nay những người dân sống ở quanh khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng bụi bặm, ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh trong khu vực. Việc ngưng trệ dự án đã ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình và cả kinh phí của nhà nước. Đã đến lúc chính quyền huyện Lạc Dương cần có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Không vì để 4 hộ gia đình còn lại mà ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng cả một dự án quan trọng. Đây cũng chính là mong mỏi của người dân địa phương, sớm được đi trên một con đường mới khang trang. Đoàn liên ngành gồm 40 người thuộc lực lượng thanh tra xây dựng thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân phường 1, lực lượng an ninh thành phố Đà Lạt và các đơn vị liên quan đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng cơi nới không phép vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực